Kính chào cô chú anh chị và các bạn. Em đang trồng mít trên vườn nhà. Sẵn đây em cũng xin chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn cái cách trồng cũng như cách ghép mà hai gốc một ngọn. Đó, thì mình tận dụng cái bộ rễ này để mình giúp cho cái ngọn mình phát triển nhanh hơn. Thì cái này đang trong cái quá trình làm để lấy kinh nghiệm thôi, nó cũng chưa có kết quả, thì cô chú anh chị và các bạn xem và cho một cái đánh giá ha. Xem con ghép như vậy thì nó có đạt hơn so với là mình trồng một gốc một ngọn hay là không. Thì cái hạt này thì mình có thể lựa chọn những cái hạt gốc bản địa mình ở đây. Cô chú anh chị và các bạn có thể lựa chọn những cái hạt cây như mít mít dừa, mít nghệ, hay là những cái cây nào mà cô chú anh chị và các bạn thấy là cái gốc ghép nó tốt, mình có thể là hỗ trợ vô những cái gốc ghép này. Bây giờ em sẽ trồng cái này và trồng xong em sẽ hướng dẫn cô chú anh chị và bạn cách để mình ghép ha. Thì cái cách trồng, cách bón lót phân thì cô chú anh chị và các bạn có thể coi cái video trước của em. Thì trong video này thì em xin sẽ trồng nhanh và ghép để mình ghép cây mới cho cô chú anh chị và các bạn xem ha. Còn cái cách trồng thì cô chú anh chị và bạn có thể coi cái video trước. Đây cũng còn cây này ghép rồi. Rồi bây giờ em sẽ ghép cây mới cho cô chú anh chị bạn xem tham khảo ha. Quay tới thấy không Thanh? Thấy rõ không? Đó. Rồi mình tận dụng những cái gốc này có bộ rễ nó mạnh khỏe nè, mình sẽ ghép vô để hỗ trợ nó. Đây em có một cái mít. Thì cây, những cây này cũng là những cái cây mà nó xấu, mình khó bán cho nên là mình sẽ để trồng. Còn dây ghép thì cô chú anh chị và các bạn có thể sử dụng cái dây ni lông mình cắt ra, hoặc là cái bịch ni lông bóng mà mình đựng đồ ăn ở nhà. Quay gần lại cái khách. Thì đây mình sẽ tiến hành dùng cái dao, dao nào cũng được, nó mỏng, cái mép nó mỏng là được thôi. Đó, mình sẽ cắt lên một miếng, cắt tầm khoảng 6-4 bên miếng mình cắt là sẽ là 4 phần, bên đây sẽ 6 phần. Đó, chẻ nó ra. Còn bên này thì mình sẽ dạt hình chữ V, hình chữ V, nhưng mà bên sẽ dày, bên sẽ mỏng. Em sẽ dạt cho cô chú anh chị và bạn coi. Đó, bên này mình cắt ngang qua, cắt đứt ra luôn, xéo lên. Bên này mình sẽ lẹm một miếng da nè. Đó. Đó, mình sẽ gọt chỉ một miếng da vậy thôi. Một miếng da mỏng nè. Một bên cắt đứt, một bên lẹm miếng da. Mình sẽ đưa vô trong này. Cái bên cắt đứt thì mình sẽ ịn vô trong phía trong. Đó. Còn cái miếng da, cái bên mà lẹm miếng da, mình sẽ để cái miếng da của cái cây cây mình ghép rồi vô. Đó, như vậy. Đó, bên lạng miếng da là mình sẽ lấy miếng da bên đây mình đắp vô, nó sẽ khớp ha. Rồi mình sẽ quấn. Giờ cái cách chăm sóc bón phân hay là thuốc gì đó thì em sẽ cố gắng chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn mỗi lần mà em bón phân cho vườn hoặc là phun thuốc cho vườn. Tại vì trước giờ là do công việc nhiều quá cho nên là không có thời gian để chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn những cái cách khi mà mình chăm sóc cây con
mà đây là cái vườn gần nhà em, cho nên là có thể là trong thời gian tới có thời gian em sẽ chiều chiều á, có thời gian rảnh thì em ra em chăm sóc cây thì em sẽ quay chia sẻ lại cho cô chú anh chị các bạn xem để mà mình có cái tư liệu để mình tham khảo. Thì đương nhiên là không có nhất thiết là cô chú anh chị và bạn phải làm y như mình, nhưng mà mình phải có cái gì đó, cơ sở gì đó để mà mình tham khảo, mình tham khảo để mà mình rút kinh nghiệm ha. Còn về cái cách mà trồng hai gốc một ngọn này thì trước giờ em cũng chưa có trồng. Cô chú anh chị bạn nào mà trồng rồi hay là có ý kiến gì thì mình có thể để dưới phần bình luận nha, để cùng nhau mình tìm ra cái cách tốt nhất để mình trồng cây mít đó. Thì giờ đã làm xong rồi nè, cũng nhanh chứ không gì lâu ha. Bộ rễ này nhìn bộ rễ nó chằng rồi, ok. Rễ cỡ dèo đưa xuống đất, không bắt đất thì thôi chứ. Cây rễ cỡ dày đưa xuống rồi nó gặp đất rồi nó mê. Giờ em sẽ tiến hành trồng. Đây em đã làm sẵn một cái mô nhỏ nhỏ rồi. Bây giờ mình với việc mà đặt cái xuống rồi. Đất này thì nó tơi xốp cho nên em không có lót phân xuống nha. Rồi đất cô chú anh chị mà các bạn nào mà trồng đất ruộng á, thì mình có thể là lấy những cái gốc gạ đó, những cái đất mà nó có rễ lúa trong đó mình phủ vô trong này. Còn trồng thì mình lấp vừa bằng mặt bầu. Cái mô này thì sau khoảng năm mấy hai năm thì mưa gió nó sẽ tuột cái mô này xuống và nó lồi gốc lên, nó sẽ hạn chế bệnh cho cái mít đó. Thì mình cô chú anh chị bạn thấy những cái hột mít này mình ương lên thì rễ nó rất là mạnh lắm đó. Em nghĩ là cái bộ rễ mạnh như thế này thì mình tận dụng nó sẽ tốt hơn. Còn cô chú anh chị và các bạn có ý kiến gì thì cho em xin cái ý kiến ha, mình để dưới phần bình luận á để mọi người cùng xem tham khảo đó. Cái này là em lấy hộp mít dừa, cái mít dừa ở quê á mình lấy để mình làm. Rồi, em xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những cái video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.